Sáng nay ngày 17 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thường Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm minh tấn phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ sau đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều nội dung mới và khó, đòi hỏi cán bộ công chức phải nắm rõ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được tham mưu. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu học tập nghiêm túc, qua đó nắm bắt vận dụng vào việc xây dựng các kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ địa phương, cơ quan đơn vị đúng với quan điểm, quy định của Đảng và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được lãnh đạo cục bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức Trung ương quán triệt một số nội dung mới của quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, hướng dẫn số 01 ngày 5 tháng 8 năm 2022 của ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định số 58, trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ hội nghị nhằm kịp thời phổ biến các nội dung quy định mới gắn với tiếp tục trang bị kỹ năng nghiệp vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh đắk lắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới